Hello anh em, chào anh em tất cả anh em nha. Thì hôm nay thì Đức sẽ quay cho mọi người xem cá của Đức nha. Thì bữa nay là ngày ngày 31 tháng ta. Ngày 31 tháng tháng 12 là cuối năm, ngày của cuối năm. Thì hôm nay mình quay cho mọi người xem nha. Đây, là cái dãy của mình. Đây cái bể này và dẫn cho mọi người xem cá nó ăn như thế nào nha. Đây, bắt đầu cho mọi người xem nhé. Nói chung là cá trình các bạn. Rồi, cá trình bông. Mình đã cho ăn rồi, mình thấy chợt nhớ ra thì mình sẽ quay cho mọi người xem. Có gì trời. Lên. Đó, các bạn coi kèo ha. Chỉ xíu cái cá nó lại gần nè. Các bạn thấy sao? Cá nói chung là nó có đồ ăn gì các bạn thấy không? Món nào nó đều sai không? Quả dưới đây nè, dưới đây thì có con ăn không? Ăn cái bụng này không? Mình sẽ phóng to lên tí. Còn cái cú sầu này nè ha, sầu quá nó cái đèn nó pha không tới, thì nó pha không tới tức là nó nhẹ đi. Quay cái khác lại tí nè ha. Cái này cũng được cái đầu đũa các bạn, cái đũa ăn đó. Bật lên cái đèn lên led lên sáng nè. Thấy chưa? Đây mình qua các bạn thấy ở dưới ha. Bật đèn lên là mình thấy ở trên và ở dưới luôn. Nó gọn hơn ha. Mình đang nuôi là bằng cái bể bạc nha. Bể bạc. Nuôi bể bạc. Chúng ta có thể nuôi bằng bể bạc đen hoặc bạc gì cũng được, hoặc là bể xi măng, bể gạch ván, gạch men, làm cái bể này. Cá nó ăn cuộn cuộn phải không? Mỗi ngày quay cho mọi người xem, nhiều lúc thì mình ít khi mà người ta cạo giống, người ta quay ít hết, ta quay sơ sơ thôi, còn là quay cho mọi người chứ còn mình quay cho mọi người đi xem kỹ luôn ha. Đó, cái này cũng có người đặt 2.000 con rồi. Mười con này thì nó cũng hơi ấy các bạn. Mà mình thấy nuôi này á nha. Thì nó cũng theo mùa thôi các bạn. Tại vì nuôi con giống mà nó theo mùa chứ nó không có phải là khi mà lớn rồi thì qua năm sau thì cái số con này nó sẽ lớn lên rất là nhiều. Nó sẽ lớn lên mà cái chai nó từ 200 con đến 50 con trên một ký. Nó sẽ phát triển. Cũng
con mà nó sợ lớn của đàn thì có thể từ cái số tỷ lệ nó cũng thấp, một đàn thì có thể từ 30 con quý. Rồi mà có những bạn hỏi với con này nuôi từ bao nhiêu năm mới lớn nha. Con này á, mình nói á, thì các bạn khi mà nuôi nó cút bán á, người ta thương lái á, người ta mua chỉ còn từ 1 kg trở lên thôi. Còn dưới 1 kg trở lên hay dưới á, họ chỉ mua loại 2 thì giá thì nó sẽ rẻ hơn so với loại 1. Loại 2 thì giá nó sẽ khoảng từ 400.000 đổ xuống thôi. Còn loại 1 á, là từ 1 kg trở lên thì có thể là 400 mấy, nó chênh lệch mấy chục ngàn á. Là mấy chục ngàn. Rồi sợi dây nắm kéo á. Nên nói dùng dây đây rồi là dây bát nè. Mặc vô đây là coi như là nắm cột luôn. Đúng không? Giờ ăn cũng con mà thấy không? Thấy cái bụng này, thấy bụng nóc không? Những cá nó màu lớn đó các bạn, nuôi về là cực kỳ nó ăn được là nó lớn ha. Con nào ăn được. Cái lời thứ hai nữa mình phải chăm sóc nước non nè, nước mình phải sạch nè, không để dơ, và chúng ta nên chúng ta thì có ở thời thường xuyên vệ sinh bể, như các bạn thấy bể không, để nó sạch, ngày nào cũng vệ sinh 1-2 lần hết. Thì cho ăn cám này, cái bụi cám này nó sẽ rớt và nó bám cái bên này, nó tạo ra cái nhớt rất là ô nhiễm cái hồ mình mà mình không thường xuyên mình vệ sinh á. Cái nhớt này nó lâu ngày nó tích tụ á thì nó sẽ dẫn đến những cái bệnh ký sinh, những cái con đỡ mà tạo cái cơ hội á, những con ký sinh trùng